Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em clamp một con tốc cần là 0.005 MRP, là khoảng 200 đô cho dáng này các bạn. Thì để clamp được thì các bạn cần phải có hai cái địa chỉ, một là địa chỉ ví MetaMask và tôi cần bóc két nha bạn. Thì trên ví trúc mình đã connect không được các bạn, thì các bạn nào muốn connect thử thì connect nha bạn. Rồi để tham gia dự án hôm nay các bạn biết phần link thứ nhất của mình, các bạn bấm nút start nè các bạn. Mở tài liệu bấm start nè. Sau khi bấm start xong thì nhiệm vụ thì các bạn join kênh group Twitter, các bạn follow và đi viết nha bạn. Rồi các bạn xuống đây thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username Twitter của tất cả các bạn nè. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với pin bi sợ mát trên nha bạn. Thì các bạn claim địa chỉ nào thì các bạn gửi địa chỉ dưới đó nha bạn. Rồi thì các bạn sau khi các bạn chatbot xong các bạn, thì các bạn click phần link mô tả thứ hai của mình nha các bạn. Các bạn chỉ gửi địa chỉ là xong nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào đây nè. Thì các bạn bấm vào một cái folder nè các bạn. Thì các bạn chị Diệp lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Còn các bạn bấm vào balance nè. Thì các bạn sẽ nhận được 0.005 MRC này. Thì các bạn chưa nhận được các bạn. Thì các bạn cần phải claim một chút phí ga các bạn. Thì các bạn click cái phần link mô tả, các bạn copy đường link thứ hai của mình nè các bạn. Các bạn mở địa chỉ với tôi cần podcast ra nè các bạn. Còn trên với MetaMask thì các bạn cũng connect bình thường các bạn. Còn bạn nào mà có địa chỉ có BNB Smart Chain trên ví trúc wallet thì các bạn chỉ backup 12 chuỗi ký tự đó bảo mật vào địa chỉ với tôi cần podcast là được các bạn. Rồi bấm vào decoder nữa các bạn. Rồi các bạn dán cái đường link nó vào đây nha các bạn. Rồi bấm nút gỡ. Sau khi nó ra một cái chuyện gì thì là một unlock nữa các bạn. Là các bạn connect đó nha các bạn. Bấm vào unlock nè. Rồi các bạn chọn vào một wallet connect nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào connect nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn chọn vào Squid nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào nền tảng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút Confirm nè. Sau khi bấm vào Confirm Farm Online nè. Rồi collect BNB Smart Chain. Rồi các bạn bấm S thì các bạn được không bạn? Gì mà chưa mở được nó ta kỹ ta. Làm lại các bạn. Đây làm lại các bạn, bấm vào connect wallet nè. Hoặc các bạn bấm vào một connect wallet dưới đây cũng được các bạn. Tiếp tục bấm confirm quá. Chắc cái kiểu này mình bắt up qua cái gì này gì ta. Bấm một S thử được không? Không được luôn. Nó còn chẳng thấy em lock vậy. À các bạn ơi, các bạn chọn vào connect browser vào cái hình với MetaMask nha các bạn. Rồi các bạn diệt xuống đây các bạn claim thôi các bạn. Rồi bạn nhấp vào đồng tiền nè. Bây giờ một claim một hình này thứ phải ta. À lại cái một hình này nè các bạn. Cái hình có hình đấm lửa. Rồi các bạn bấm chữ claim MRN token nè. Rồi mình sẽ cắm vào confirm payment nè. Mình sẽ tốn là 0.0008 BNB bằng 0.22 đô. Tiếp tục thì các bạn mà nhập cái password của mình vào nha các bạn. Bấm vào confirm nha các bạn. Đâu các bạn thử connect bên địa chỉ với chút wallet có được không các bạn? Mình hồi nãy thì không được đó. Rồi sau khi claim các bạn chờ xíu các bạn, mình đã nhận được token chưa các bạn? Là mình đã nhận được 0. Mình đã nhận được 0.005 token MRP nữa các bạn. Mình đây qua với chút wallet mình coi xem thử nha các bạn.
di chúc của bạn ra thì bạn sẽ gặp quan, hoặc trên dưới mi podcast tôi cần thì các bạn sẽ gặp nhận được 0.005 tôi cần MRSP nè. Ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.